Trời Đế Thích hầu hạ Đức Phật sắp nhập Niết Bàn. Khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, thân tứ đại đã mòn mỏi, người lâm trọng bệnh. Từ trên cõi trời, Thiên Chủ Đế Thích hiện thân người để hầu hạ Đức Ân Sư. Ngài đến quỳ bên sàn tọa của Đức Thế Tôn. Thế Tôn triều mến hỏi: Này Đế Thích, Thiên Vương cõi trời tam thập tam thiên, Ngài bận trăm công nghìn việc, cớ sao lại đến đây? Ngài Đế Thích cung kính chắp tay, kính bạch Thế Tôn: Chẳng bao lâu nữa người sẽ nhập Niết Bàn, nên con không bao giờ còn gặp lại được Thế Tôn nữa. Những giây phút cuối cùng này, xin Thế Tôn cho phép con được ở bên người hầu hạ người. Đức Thế Tôn không đáp lại mà chỉ nhìn Ngài từ ái. Vị Thiên Chủ quỳ sát bên, ân cần xoa bóp bàn chân của Thế Tôn, sau đó lại tự tay chuẩn bị đồ ăn, thức ăn, nước uống, nấu nước và xin Thế Tôn ban ân huệ được tắm cho người. Riêng chậu đựng chất thải của Thế Tôn, Ngài cẩn thận đội lên đầu, lặng lẽ mang đi rửa sạch rồi trở lại hầu hạ. Chư vị tỳ kheo chứng kiến mà xúc động khôn tả. Đức Thế Tôn dịu dàng hỏi: Này Đế Thích, đối với chư thiên, mùi hôi của thân thể con người lan xa đến 10 do tuần, đầy ô uế và bất tịnh. Như Lai đã có chư tỳ kheo chăm sóc rồi, sao Thiên Vương phải vất vả như vậy? Thiên Chủ Đế Thích chắp tay quỳ thưa: Bạch Thế Tôn, ân nghĩa của Thế Tôn đối với con là vô hạn. Dù cho con có cúng dường thân này lên người suốt vô lượng kiếp cũng không thể đền đáp. Huống chi là chút việc nhỏ này, đối với con, bất cứ điều gì của Thế Tôn cũng đều là cao quý. Bạch Thế Tôn, hương thơm giới đức của người tỏa ngát khắp pháp giới mười phương. Hơn nữa, dù mùi hôi của con người có ghê sợ đến đâu, vì lòng yêu kính người, con cũng chấp nhận được. Từng giây từng phút được chăm sóc cho Thế Tôn là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong đời con. Trích Đỉnh Núi Tuyết, Thiên Chủ Đế Thích, chủ biên soạn, Thượng Tọa Thích Chân Quang.